Good morning, dear Dhamma sister and brother. Today, I would like to say the Dhamma talk about Bhakta Sik, Bimbisara, the Dhamma patron and protector of Buddhism in the Buddha time. Before we study and listen to this topic, I would like to invite the whole Sangha to listen to the sound of bell and with Dhamma meditation music. And after that, we learned Dhammapada verses number 23 and 24. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử gần xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kệ Pháp Cú số 23 và số 24. Sau đó chúng ta sẽ học cái phần 6 của đề tài là vua Tằng Bà Sa La, Kim Binh Bì Sa La, người hộ pháp và bảo hộ đạo Phật trong thời Đức Phật rất là đắc lực. Mời chúng ta nghe tiếng chuông rồi nghe nhạc thiền ca có lời. Sau đó chúng ta bắt đầu học Phật pháp. Mời chúng ta bắt đầu nha. Nam mô Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
today. Quý vị vui khỏe ha. Mỗi buổi sáng ở Hoa Kỳ này và mỗi buổi tối ở Việt Nam cũng như ở các châu chúng ta nghe pháp như vậy, quý vị có cái siêng năng tinh tấn rất là hoan hỷ. Chúng ta vừa nghe nhạc về Đức Phật, chánh pháp vi diệu của Đức Phật và tăng đoàn an lạc của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng chúng ta hôm nay tiếp tục học bài kệ các cuốn số 23 và 24. Mời đại chúng chúng ta bắt đầu ha. Đại mô Phật. Số 21, 22 rồi thì hôm nay đại chúng chúng ta học bài kệ số 23 trong kinh Pháp Cú những lời vàng của Đức Phật. Today I would like to invite the whole Sangha to learn Dhammapada verses number 23 and number 24. These verses I compare another writer Dhammapada. I compose and I write this again. Hai cái bài kệ này dựa vào những cái bài kệ Pháp Cú gốc đó, thầy viết lại thành cái bài kệ này của tác phẩm của mình. Bây giờ mời đại chúng chúng ta đọc nha. Bài kệ số 23 tiếng Việt là người siêng năng thiền định đạt định tĩnh nhất tâm, chấm dứt mọi phiền não, quả giác ngộ viên thành. Và lần hai, người siêng năng thiền định đạt định tĩnh nhất tâm, chấm dứt mọi phiền não, quả giác ngộ viên thành. Rồi mời đại chúng đọc tiếng Mỹ. Number 23, people who are diligent to meditate attain calm and one pointedness and on a pleasant. The fruition of enlightenment is full of attainment. Second time, people who are diligent to meditate attain calm and one pointedness, and on a pleasant, the fruition of enlightenment is full of attainment. Rồi bài tiếng Việt mình phân tích từng cụm từ từng câu nha. Người siêng năng, người mà siêng năng thiền định thì sao? Thì cái tâm của họ không đạt định tĩnh và nhất tâm, đó là cái chắc rồi. Mỗi buổi sáng mà chúng ta đã dành nửa tiếng đồng hồ chúng ta thực tập thiền như vậy đó, là cái tâm của ta trước hết là cái tâm của chúng ta đạt định tĩnh nhất tâm. Mà cái người mà tu tập mà ngon lành, ông coi như là tu tập có phương pháp đó, thì có khả năng giúp chấm dứt các phiền não nè, những cái phiền não, những cái buồn phiền, những cái lo âu, những cái căng thẳng ở đời, trong gia đình cũng vậy. Thì cái người đó là chấm dứt mọi phiền não thì cái quả giác ngộ chắc chắn sẽ viên thành. Đó là một cái sự thật. Bởi vì chúng ta tu tập như vậy á, mà thuần thục thì mọi phiền não mà nó hết thì lúc đó thì cái quả giác ngộ chúng ta sẽ viên thành. Quý vị nghĩ là cái giác ngộ viên thành ở đây á, có thể là chỉ cho Đức Phật và đồng thời cũng chỉ cho mỗi chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta giảm bớt tham sân si phiền não rồi đó, thì cái giác ngộ chúng ta mỗi ngày mà chúng ta có siêng năng tinh tấn thì cái quả vị giác ngộ chúng ta sẽ đạt đến dần. Đó là một cái sự thật thôi. Bây giờ đọc lên tiếng Mỹ rồi thầy sẽ chia sẻ tiếng bình luận sau. People who are diligent to meditate, một cái người, mà đây là people là chỉ cho chung, people are diligent to meditate, người mà tập thiền định. Chữ meditate là tiếng Mỹ nha quý vị, còn đúng ra thiền định đó, là meditate and concentrate, nhưng mà người ta dùng chữ meditate là Mỹ rồi hiểu hết á. People who are diligent to meditate attain calm. Calm trong trường hợp này là danh từ, attain đúng ra là calmness, nhưng mà mình dùng danh từ vẫn được. Nó hai
Ten, calm and one pointed. Nhất tâm là quý vị nhớ chữ này nha. Mai mốt mà nhờ mà quý vị học cái từ thuật ngữ đó, chữ one pointedness là nhất tâm. Nói tôi đang nhất tâm là cái tâm định tĩnh đó, gọi là nhất tâm nha quý vị ha. Chứ không phải là cái nhất tâm là cái tâm nhất là cái đó không đúng. Mà nói là nhất tâm có nghĩa là gì? Nhất tâm là cái tâm nó đang định tĩnh, lắng động. Attend, calm and one pointedness. Rồi khi mà cái người đã được nhất tâm đó là end, là chấm dứt hay là trọn cận. And on a blissen, chữ này là phiền não nha quý vị. A blissen là phiền não, on a blissen là mọi phiền não. Rồi quả vị là gì? Fruition of enlightenment is full of attainment. Attainment là quả vị giác ngộ sẽ đạt thành. À, thì thưa quý vị, cái người mà có tu tập thiền định này thì cái người mà có mỗi ngày chúng ta có một cái thời gian cố định thì chúng ta theo dõi hơi thở, có cái tâm định tĩnh và có cái thời gian thích hợp mỗi ngày mà chúng ta có thời gian rồi, chúng ta tu tập rồi, cái tâm của người đó rất là lắng động, cái tâm của mình rất là nhẹ nhàng và lắng động. Đó là một sự thật quý vị. Phương pháp thực tập theo dõi hơi thở hay là quán niệm hơi thở hay là có định tĩnh nhất tâm thì cái tâm của chúng ta rất là hiền lành. Còn mà hàng ngày, bởi vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc được nhiều cái môi trường xung quanh, nào là tiếng ồn, nào là âm thanh của con người, của con vật, con xe vân vân, mà chúng ta rất là căng thẳng về cái đời sống gia đình. Và nếu mà chúng ta có cái thời gian thích hợp, quý vị mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, thậm chí chúng ta đang đi làm ở công sở mà lúc nào mà chúng ta có thời gian rảnh rỗi, quý vị ngồi tĩnh tâm, ông thở vào thở ra rất là an lạc quý vị, rất là hay. Thì khi mà chúng ta thực tập được cái định tĩnh như vậy đó thì những cái lắng động nè, những cái căng thẳng nè, những cái phiền muộn nè, những cái khó chịu nè, nó sẽ sang lắng động. Cũng giống như là cái người mà tu thực tập thiền định á, cũng giống như cái ly nước. Quý vị thấy là nước là chỉ cho cái tâm, mà chúng ta cứ loay hoay lo mọi việc thì cái nước ở trong ly của chúng ta đó, cái ly nó định là cái thân của chúng ta. Nó ví dụ đó. Thì khi mà mình cứ trao động cái thân mà nó trao động thì nước không bao giờ định tĩnh, không bao giờ lắng động. Mà khi mà cái ly mà nó dừng lại là cái tâm của cái thân và cái tâm mình dừng lại, thì lúc bấy giờ là cái tâm mình đó nhận diện được những cái căng thẳng, những cái sầu muộn, những cái khó chịu, những cái bực tức thì nó sẽ lắng xuống. Cũng giống như ly nước, mà khi mà cái ly để một chỗ rồi á, nước nó sẽ dừng lại. Rồi bắt đầu nó lắng những cái cấu bẩn xuống. Mình ví dụ cái nghĩa đen và nghĩa bóng cho quý vị biết. Thì when we practice, when we have free time, we spend a lot of time practicing meditation every morning, every afternoon or every evening, and your mind become calm and relaxed. Our mind, our body and mind look is alive. Each lies glass with water. When glass are shaking and moving, and the water never stop. When the glass standing one place, all the time the water in the glass stop and some dust. Down deeply and rough step by step our time the water we can see is very clear. Likewise, when every day our bodies and minds are second and moving, and our time we have stress, tension, sorrow, sadness, suffering, etc. When we have free time to practice meditation, our time, our minds become calm, relaxed,
and tension, stress, suffering become less and less, less and less. That's why we should have free time to have free time, proper time, practicing meditation daily. It's the best. Very good for us to calm our minds and body. Nam mô Sakya Muni Buddha. Đó thì cái người mà thực tập được như vậy đó là tâm được định tĩnh nè, thì thân được định tĩnh rồi tâm được trong sáng và cái bớt tham bớt sân bớt si, mà thực tập đều đặn như vậy đó thì lúc đó cái sự hiểu biết, cái sự giác ngộ nó sẽ đến với chúng ta. Ông sự giác ngộ ở đây có nghĩa là gì? Tâm mình tĩnh lặng, tâm mình yên tĩnh, ông tròn đầy và viên mãn. Thì khi mà cái người mà thuần thục trọn vẹn rồi đó, tức là ngày nào cũng hành trì và cái tâm của chúng ta, bữa nào mà chúng ta mà không có thực tập á, chúng ta giống như thiếu cái gì đó. Bởi vì thực tập thiền cũng giống như là cái món ăn tinh thần. Mà mỗi ngày mà chúng ta quên ăn, nói về vật lý nha, quên ăn cơm, quên ăn phở, quên ăn hủ tiếu, quên ăn mỗi bữa ăn, mỗi ngày, thì cái bụng của chúng ta nó thấy thiếu, mà ngay chúng ta cũng thấy thiếu. Mà chúng ta mà có dùng rồi tự nhiên cái thân của chúng ta, cái bụng chúng ta nó no, rồi chúng ta làm việc lâu dài. Thì cũng vậy, cái người mà mỗi ngày mà chúng ta có một cái thời gian thực tập thiền định và cái tâm của chúng ta định tĩnh, mà người nào mà thực tập mà quen rồi đó, ngày nào mà chúng ta không có hành trì á, nó thiếu. Quý vị để ý coi, nó thiếu cái gì đó, cho nên á, chúng ta phải dành một cái thời gian để thực tập. Rất là hay quý vị. Mà nếu mà mình á, càng thực tập rồi á, thì chưa nói vấn đề là làm cho thân tâm chúng ta định tĩnh nè, rồi chúng ta có chất chứa hay là vung trồng và tưới tắm những cái năng lượng thương yêu và hiểu biết ở trong ta, nó bừng sáng, cái tâm của chúng ta nó sáng suốt. Đó rất là khoa học quý vị. Đó là cái hay của đạo Phật mình. Mà mình không thực hành, mình không hướng dẫn cho người Phật tử hoặc là không phải Phật tử, Đức Phật thành đạo cũng là nhờ thiền định. Nhờ thiền định Đức Phật mới thành đạo, và giác ngộ cũng là nhờ thiền định. Mà chỗ này mà mình hướng dẫn cho người mới vào đạo hoặc là người đã tới với đạo lâu rồi, tới đạo Phật đó, lâu rồi mà mình không hướng dẫn, quên cái phương pháp này, đó là thiếu sót của cái người hướng dẫn. Rất là quan trọng quý vị. Trong khi các tôn giáo bạn á, người ta lấy cái hay của đạo Phật, một là tiếng chuông chánh niệm. Mời đại chúng nghe tiếng chuông. Và thứ hai á, là ta dùng cái phương pháp thiền định để người ta hướng dẫn cho cái người đi tới đạo của họ. Và ngày nay được các chùa, các nhà thờ, các tôn giáo bạn họ dùng cái phương pháp thiền định, và ngay cả trường học, các em thanh thiếu niên, các em nhỏ, và được các lớp tiểu học và trung học như cụ thể ở Anh, ở phương Tây này, ở Hoa Kỳ cũng có nữa, người ta áp dụng vào thiền định, vào cái sự tu tập, vào cái sự định tĩnh cho các em sinh viên, học sinh. Rất là hay quý vị. Mà mình đó là cái điểm mạnh của mình, điểm mạnh của đạo Phật mình, mà mình không dùng cái đó để mà hướng dẫn, làm cho mình hướng dẫn cái gì đâu, và cuối cùng nó mất đi cái gốc, rất là uổng. Hướng dẫn những cái xung quanh đó, nhưng mà cái bản chất mà thiền định, thiền tập là chúng ta hướng dẫn. Đó là cái ruột của Phật giáo đó. Mà mình hướng dẫn những cái phương pháp khác, nhưng mà cái phương pháp mà thiền định và định tĩnh nhất tâm, đó là mình phải thực tập. When we have free time, we good practitioner or good guys, good teacher, who have a good method, new method, a good method to teach meditation to everybody around you, around him or her, around them, and then they can reduce tension and stress and suffering. This is the good or the best method of Buddhism. When people come to Buddhism, they have a method to meditate, have method to cultivate, and their minds become calm and relaxed. You see, nowadays, some religious leaders go
nobody follows the Buddha teaching, the Buddha meditation, or the Buddha the bells, mindfulness bell. They copy or they follow a mindfulness bell from the Buddhism, or they follow meditation from Buddhism. They say, guys, Buddhism and mindfulness bell to them. But we are here. We are disciple of the Buddha. We are mindful student of the Buddha. But sometimes we forgot. We introduce another. We introduce another teaching, another method to practice the Buddha teaching. But meditation, we should never forget. We never forgot. Forget. We never forget. Meditation and mindfulness bell very important. Very important for people to meditate daily, and monthly, weekly, and monthly and yearly. When the more you practice meditation, the more the more you have happiness and peaceful energy from your practice. When you have peaceful energy, other time you can share peaceful energy to yourself and to every people around you. It's very important for us to practice every day. Namo Sakya Mauli. Đó, cho nên đó, mỗi ngày chúng ta làm gì, chúng ta phải dành một cái thời gian thích hợp để chúng ta tu tập. Thì chúng ta tu tập được cái định tĩnh và nhất tâm gì đó, thì lúc đó cái tâm trong sáng của chúng ta nó sẽ tĩnh lặng, và chúng ta có thể giải quyết được mọi sự việc xung quanh của chúng ta. Đừng lo lắng. Mỗi ngày chúng ta để dành thời gian, nếu mà quý vị mà bận lắm thì quý vị có thể để dành thời gian ít lắm là nửa tiếng đồng hồ, nửa 30 phút nha. Hãy dành thời gian 30 phút ngồi tĩnh tâm, thở vào con biết con thở vào, thở ra con biết con thở ra, và còn sống ngồi đây. Thực thật như vậy đó quý vị, rất là an lạc. The more you practice meditation, the more you have peacefulness and happiness from your practice. When you have peacefulness, happiness, or a joy from your practice, other time you can share this joy, happiness to your loved one. Very interesting. When you practice, when you have proper time to practice meditation, other time you have a lot of compassion, loving kindness, and wisdom. Namo Sakya Mauni Buddha. Rất là an lạc đó quý vị. Đó là bài kệ số 23 của Kinh Pháp Cú. Chúng ta mỗi ngày mà chúng ta thực tập được như vậy đó, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có chắc an và chắc lạc. Làm gì làm, đừng có quên nha. Đó, quý vị cứ như thầy nói là một lần cho nổi một lần nữa chỗ này để quý vị nắm vững nha. Mình á, cái món ăn mà thiền định á, nó cũng giống như là món ăn thực phẩm vậy. Mỗi ngày chúng ta quên ăn cơm, một uống nước, hoặc là quên ăn thức ăn, thì bụng của chúng ta đói, chúng ta thiếu cái gì đó. Cũng vậy, mỗi ngày mà chúng ta không có dùng thời gian, không có dành một cái thời gian thích hợp để tu tập thiền định á, thì chúng ta cũng thấy thiếu, thấy nó trống vắng. Cho nên dành một cái thời gian thích hợp để chúng ta theo dõi hơi thở. Ngày nay nhờ cái phương tiện truyền thông, chúng ta ngồi một chỗ là có quý thầy, quý sư cô, quý ông, quý ngài, quý tôn đức hướng dẫn cho Phật tử chúng ta. Đó là phước lành, rất là an lạc. Quý vị thân, thì quý vị mà hiểu được như vậy thì thầy hy vọng rằng quý vị sẽ có cái tâm định tĩnh và sáng suốt. Càng thực tập thiền định thì tâm của chúng ta càng định tĩnh, và khi định tĩnh rồi chúng ta sẽ chuyển hóa những tham sân si, phiền não vân vân, rồi lúc đó chúng ta sẽ đạt giác ngộ ngon lành. Thì trong trường hợp này đạt giác ngộ ngon lành có nghĩa là gì? Tâm của chúng ta thuần tục, tâm chúng ta thực tập điều đạo điều đặn. Đối với Đức Phật là đạt được giác ngộ viên mãn là trọn vẹn 100%. Còn đối với chúng ta, cái trong trường hợp cái câu thứ tư này nữa, đạt giác ngộ viên thành là gì? Là chưa attain hay là quả giác ngộ viên thành, hay là đạt giác ngộ viên thành chưa attain, we attain, hay là chưa attain fruition of enlightenment completely or fully, là có nghĩa là gì? Đối với chúng ta đạt giác ngộ viên thành có nghĩa là gì? Chúng ta thực tập mỗi ngày
tâm của chúng ta định tĩnh và thân chúng ta an lạc. Chúng ta thực tập điều đặn là cái cấp độ chúng ta mình phải hiểu như vậy đó ha. Còn đối với Đức Phật, một người giác ngộ là hoàn toàn vắng lặng các phiền não 100% chứ không phải 100% nữa. Còn mình đó đạt được giác ngộ viên thành trong trường hợp này có nghĩa là người không bỏ quên cái việc thực tập mỗi ngày, không bỏ quên thực tập thiền định, mà chúng ta nhớ ngày nào chúng ta cũng thực tập, đó là rất là an vui. Cũng hy vọng chúc cho mọi hành giả chúng ta được hành trì thiền định mỗi ngày để chúng ta có cái tâm sáng suốt và định tĩnh. I hope when you have rough time, one day half an hour practicing meditation, your mind, your body become calm and clear, and your stress, tension become less and less. I hope when you practice regularly like that, and then you become happy and peaceful. When you have peacefulness, happiness, you can send them to your loved one right here, right now, in the present life. Namo Sakya Moni Buddhaya. Đó là bài kệ số 23 chúng ta vừa học. Bây giờ mời đại chúng chúng ta học tiếp bài kệ số 20-14. Đại chúng ngày nay học được cả tiếng Việt và tiếng Mỹ song hành rất là hay ha, giỏi quá. Rồi mời đại chúng chúng ta học tiếp bài kệ 24. Bài kệ 24 Đức Phật dạy là siêng năng tu chánh niệm, phát triển ba nghiệp lành, khéo điều phục thân tâm, người trí không phóng dật, tiếng tốt được truyền nhanh. Lại một lần nữa, siêng năng tu chánh niệm, phát triển ba nghiệp lành, khéo điều phục thân tâm, người trí không phóng dật, tiếng tốt được truyền nhanh. Rồi mời đại chúng học bên tiếng, đọc bên tiếng Mỹ. 24. Diligently cultivating right mindfulness, developing three wholesome karma, skillful subduing the body and mind. The wise are not negligent. Their good from them. Their good from is rest quickly. Second time. Diligently cultivating right mindfulness, developing three wholesome karma, skillfully subduing the body and mind. The wise are not negligent. Their good farms is read quickly. Rồi, đại chúng phân tích từng cụm từ nha. Siêng năng tu chánh niệm, thầy chúng quý vị nhớ chữ này là siêng năng này nha, là tinh tấn, là dũng mãnh, là siêng năng nha, hay nỗ lực đó. Siêng năng tu chánh niệm, quý vị nhớ chữ chánh niệm nha ba, chữ chánh niệm. Siêng năng tu chánh niệm, phát triển ba nghiệp lành. Quý vị phải nhớ là ba nghiệp lành chứ không phải là ba nghiệp dữ nha. Ba nghiệp lành, rồi khéo điều phục mà thân tâm, thân tâm mà quý vị điều phục được, hay là nói theo cái từ bên ngoài gọi là kiềm chế, mà cái này nó kiềm chế nó không đúng, mà nó là điều phục, tức nghĩa là mình yếm chuyển thân chúng ta như thế nào, tâm chúng ta như thế nào, chúng ta yếm chuyển để chúng ta điều phục, tức là mình có cái phương pháp thực tập, có cái phương pháp khéo léo, có cái phương pháp mà ứng dụng, cho nên chúng ta thực tập và điều phục được thân và tâm. Còn chữ control là có nghĩa là điều khiển thân tâm cũng được, điều phục thân tâm cũng được, rất là hay. Điều tức là điều chỉnh, phục có nghĩa là làm cho thân tâm chúng ta nó uyển chuyển, gọi là điều phục thân tâm. Người trí không phóng dật. Cái người mà tu tập đó, gọi là người trí, cái người mà hành giả mà thường xuyên tu tập đó, thì không có phóng dật, thì tiến tốt được truyền nhanh, hay quá. Ai mà thực tập mà điều đặn rồi đó, mà chỗ đây đó, thầy nói thêm chứ phóng dật đó, nó khác với là làm biến hay là biến nhát. Làm biến có thể là có lúc ta làm, có lúc không. Còn phóng dật có nghĩa là gì? Là đối với ngữ cảnh đó, hay là cái môi trường ở nhà,
Rồi lúc đó chúng ta ở một mình hoặc là chúng ta đi du lịch ở đâu đó, rồi chúng ta tự mình la cà với cái bạn xấu, rồi ăn uống nhậu nhẹt hoặc là coi phim ảnh, rồi đi casino, làm đủ thứ chuyện hết á, là cái chúng ta không có tâm thân và tâm định tĩnh. Lúc đó chúng ta phóng dật và buông lung rồi, không có ai quản lý ai. Lúc này mình ý có tiền, mình ý làm này kia, thì lúc đó cái tâm của chúng ta, cái thân của chúng ta phóng dật, không ai nói được ai, cho nên muốn làm gì làm, gọi là phóng dật đó quý vị. Cái từ phóng dật nó rất là hay nha quý vị. Rồi á, người trí không có phóng dật và tiếng tốt của họ đó thì được truyền nhanh. Chỗ này chúng ta biết á là cái người trí mà tu tập thuần thục đó là không có mong cầu, nhưng mà được mọi người tán thán và biết được cái danh thơm tiếng tốt của người đó. Bây giờ phân tích tiếng Mỹ thì chúng ta bình phẩm chỗ này. Diligently cultivation right mindfulness, chữ này á là chữ chánh niệm nha quý vị. Còn mà tà niệm á là wrong mindfulness. Chúng ta học chỗ này thêm cái thuật ngữ nữa. Quý vị có thể viết vào ở chỗ này nha. Cái nhiều khi học cái thuật ngữ Phật học á, mình học tiếng Mỹ là mình lợi thế, học thêm tiếng Việt và tiếng Mỹ nữa là right mindfulness, là chánh niệm. Còn tà niệm á là wrong mindfulness. Nha quý vị, nắm cái từ đó và biên vô cái từ đó gọi là chánh niệm. Tiếng Phạn gọi là samadhi, samadhi là chánh, samasati, sama là chánh, sati là niệm, samasati là người có chánh niệm. Còn mà asamasati, nếu mà quý vị mong cầu thầy biết cái chỗ này thôi, biết luôn chỗ này nha, để tiếng Phạn á, Nam Phạn đó, tức là Pali đó, là hay là Samma đó, Samma Sati, quý vị nhớ nha, là Samma Sati, chỗ này Sam buông ra, được rồi. Mời đại chúng có viết cái giấy viết vô chỗ này, chứ để nhiều khi cái chúng ta không có nắm chỗ này cũng rồi được rồi đó. Thì tiếng Phạn á, Bắc Phạn, Nam Phạn á là Samasati, mà khi mà nó là tà niệm á, tiếng Phạn nó thêm chữ A ở trước chữ S á, trước chữ A Sama, chữ A hay là chữ ờ bên tiếng Mỹ, chữ A bên tiếng Mỹ, mà viết bên tiếng Phạn á là chữ A trước á, nó trở thành phủ định là not no non, là tà niệm. Thì trong trường hợp đó là diligently cultivating right mindfulness, là siêng năng tu tập chánh niệm nha. Chữ cultivate là tu tập đó, nó cũng có nghĩa là vun trồng đó quý vị, mà cái từ đó cũng hay, tức là mình á tu cũng giống như là cái trồng, vun trồng cây, mình có vun trồng, có tưới tẩm, có vun sới, có sửa đổi, thì lúc đó mới gọi là tu tập. Thì cultivate right mindfulness, cultivating right mindfulness, developing, phát triển ba cái nghiệp lành. Chữ nghiệp lành là đây nha quý vị ha, cái nghiệp là karma, mà lành chính là wholesome karma, nghiệp lành. Developing three wholesome karma là ba cái nghiệp lành. Mà mai mốt ta hỏi chứ nhờ chuyển ngữ ra ba nghiệp lành là nói cái gì, thì lúc đó quý vị sẵn sàng nói yes, I from this word, bridge phrase from master, Thích Trường Sĩ, tôi đã học cái từ này từ thầy Trường Sĩ rồi, thì mình nói chứ yes, and three wholesome karma là ba nghiệp lành, phát triển nha quý vị. Cái người này có tu thuần thục rồi cho nên phát triển, chứ không phải là phải nhớ cái nghiệp lành, chứ còn mà phát triển ba nghiệp ác là coi chừng là trở ngại. Mà nghiệp có nghĩa là gì, chút mình sẽ nghe. Skillfully subduing, tức là điều khéo điều phục thân và tâm, body and mind, cái người mà phát triển ba nghiệp lành đó, khéo điều phục thân tâm, the wise chữ assertive, mà nó đi với chữ the thì bao giờ nó cũng trở thành số nhiều, chẳng hạn như là happy là hạnh phúc, mà những người happy là những người hạnh phúc,
The happy là những người hạnh phúc, những người vui vẻ đó. Còn đây á, wise tức là khôn ngoan, mà the wise tức là những người khôn ngoan, tức là người trí. Not new question là không phóng dật. Cái từ không phóng dật tiếng Mỹ á, quý vị chuyển ngữ khó lắm á. Thầy cũng mà tra cũng cả buổi á. Dùng đi dùng lại cuối cùng á, sao được cái chữ này đó, nhờ sư chú thắng giải chú giúp đó. Không được, không đơn giản mà dịch chữ phóng dật đâu quý vị. Nó âm Hán Việt khó lắm. Tiếng mà thuật ngữ mà chuyển ngữ ra mà ra tiếng Mỹ đó, nó khó lắm. The words are not new question. There was fame là cái tiếng tốt. Quý vị đừng có nghĩ là tiếng đây là chỉ cho voice hay sound là âm thanh, mà không phải. Đây tiếng tốt có nghĩa là cái sự danh tiếng đó, tiếng tốt của người đó đó, của họ đó là tự lan ra. Như vậy đọc lại một lần nữa rồi chúng ta phân tích ha. Siêng năng tu chánh niệm, phát triển ba nghiệp lành, điều phục khéo, điều phục thân tâm, người trí không phóng dật, tiếng tốt được truyền nhanh. Diligently cultivating right mindfulness, developing free wholesome karma, skillfully subduing the body and mind, the wise are not new religion, their good form is rest quickly. Như vậy chúng ta thấy siêng năng tu chánh niệm, chánh có nghĩa là chân chánh, một cái đề tài riêng lớn rộng chúng ta sẽ học sau. Thầy nói tổng quát sơ sơ. Chữ chánh niệm, niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, mà người nào nhớ nghĩ mà nhớ nghĩ đúng nè, nhớ nghĩ chân chánh nè, mà nhớ nghĩ chân chánh trong trường hợp này có nghĩa là nhớ gì, nhớ nghĩ cái gì, là nhớ nghĩ tam bảo, mình làm là làm phải nhớ Phật, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và thứ hai trong ngữ cảnh này là tu tập thiền định, là mình phải nhớ hơi thở, nhớ cái hơi thở vào, hơi thở ra, chánh niệm và tỉnh thức. Quý vị thấy không? Chánh niệm có nghĩa gì là mình á, mỗi cái hơi thở vào, hơi thở ra mình nhớ. Vào thì mình biết nó vào, ra thì biết nó ra, mình nhớ nó chi tiết rõ ràng. Hít vào thật sâu, thở ra thật lâu, mình biết được cái hơi thở nó vào đi từ cái sống mũi của mình, rồi vô trong cái bụng, rồi cái đan điền của mình, rồi cái mình hít vào thì cái bụng nó phình ra, rồi thở ra cái bụng nó xẹp lại. Mà hơi thở vào hơi thở ra nó chậm và nó sâu nó lâu, thì lúc đó mình theo dõi nó rõ ràng, không gọi là chánh niệm. Mà người nào á mà đang thực tập á, thiền định mà tâm nó bị ngồi ở đây mà nghĩ lẩn quẩn ở đâu ở New York, ở đâu ở Washington DC hay là ở Việt Nam, hoặc là nghĩ tới con cái của mình làm gì, hoặc là vợ chồng làm gì vân vân, thì lúc đó cái tâm mình chưa có định tĩnh. Mà trong trường hợp này mình có cái tâm chánh niệm là mình theo dõi hơi thở vào và thở ra, chánh niệm và tỉnh thức rõ ràng vanh vách như là cái trái cây mà để trên lòng bàn tay, chúng ta thấy rõ như vậy đó. Thì siêng tu tập thiền định, phát triển ba nghiệp lành. Ba nghiệp lành là gì? Là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, đó là ba nghiệp lành. Mà thân nghiệp mình á, cái đó nó đề tài lớn lắm quý vị. Thầy chỉ nói tổng quát gì á, để chúng ta sau này sẽ học cái đề tài chánh niệm riêng nè, cái ba nghiệp riêng, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp riêng nè, nó rộng. Một cái đề tài nữa rồi á, phát triển ba nghiệp lành nè, thân tâm được định tĩnh nè, rồi á lúc bấy giờ chúng ta sẽ đạt được cái nhất tâm. Đó là một cái việc làm rất là ý nghĩa. Khi mà chúng ta thực tập được như vậy đó, thì thân an và tâm an. Và khi mà thân chúng ta an và tâm an rồi, cái tâm của chúng ta đó không có phóng dật thì tiến tốc được truyền nhanh. Cái người mà tu tập và thiền định nó ngon lành, có chánh niệm và tỉnh thức rồi, thì lúc bấy giờ cái tâm của chúng ta không phóng dật, người trí đều phục được tâm và thân, thì không có phóng dật nè, không có buông lung nè. Sống ở đâu, môi trường nào, dù có vợ đi theo hoặc là có chồng đi theo, chúng ta cũng vẫn là người con của Phật, chúng ta cũng phải là người vợ hiền, người chồng quý kính giữa cái đời sống gia đình. Và đối với cha mẹ, đối với con cái cũng vậy, có cái một mực là phải sống đúng với Phật pháp. Cho nên chúng ta không có phóng dật về cái môi trường xung quanh của chúng ta, thì lúc bấy giờ tiến tốc được đồ xa.
cái người mà có tu tập mà có làm cái việc đạo đức, có việc những cái việc sáng suốt, thì lúc đó tiếng tốt của mình đồn xa. Là trong trường hợp này mình không mong cầu, mà bởi vì mình sống nó đúng với chánh pháp, đúng với chánh niệm, đúng với cái việc làm của mình, thì bên chồng cũng thương nè, bên vợ, bên phía bên mình cũng thương nè, bên phía bên chồng cũng thương nè, bên ngoại cũng thương nè, bên nội cũng thương nè, và được xóm làng cũng thương nè. Mà khi mà nói tới đạo Phật, mà nói tới Phật tử, tự nhiên các người dân địa phương ở đây, trên thế giới này, kể cả trên cung trăng luôn, đều quy ngưỡng. Cái hay là chỗ này nè quý vị, Phật mà mình ứng dụng rồi đó, tự nhiên chư thiên hộ pháp người ta nghe tới mình, người ta quý kính, đi đâu cũng an lành, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân, phước đức của tự tập. Hay là chỗ này. Nên mà nói tới đạo Phật, tự nhiên là thế giới người ta quy ngưỡng, là bởi vì đạo Phật không có dạy bạo động, hận thù, không có dạy kích thích, những cái tà kiến vân vân. Cho nên nghe tới đạo Phật cái chỗ này, tự nhiên các vị nguyên phủ quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, trong có tổng thống, phó tổng thống, bộ trưởng bộ ngoại giao và thủ tướng vân vân, các nước luôn, nói tới đạo Phật là cái người ta quy kính đạo Phật, bởi vì những hành giả của đạo Phật, đệ tử của đạo Phật nghe thực hành lời dạy của Đức Phật, cho nên tâm và thân được định tĩnh và sống được an lành. Đối với gia đình thì hạnh phúc, đối với xã hội được bình an, và đối với thế giới được mọi người quy ngưỡng. Đó là nhờ công đức của Sakyamuni Buddhaya, là nhờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca và chánh pháp của Đức Phật loan truyền. Từ đó tới bây giờ hơn 26 thế kỷ qua mà đệ tử Đức Phật thực tập được an lành. Đó, cho nên nó mới gọi là người trí không phóng dật, tiếng tốt được đồn nhanh hay là được truyền nhanh. Rất là hay. When you are a disciple of the Buddha, and you follow or you practice Buddha teaching, all the time you have peace, joy, happiness. And when you have peaceful energy, happy energy from your practice, all the time you live somewhere, you live somewhere, you do somewhere, and people around you, people around here or see, work or live somewhere, people around him or her very happy, because they think see or he or they disciple of the Buddha, are disciple of the Buddha, they practice something very well, something very good. They practice peace, non-violent, compassion, love and kindness. When they see Upasaka, Upasika, or lay devotee, or male lay devotee of the Buddha, they respect them. When they respect him or her, who's practicing, they respect Buddhism. Buddhism not religion. Buddhism is the ways of loving kindness, compassion, the ways, the path of peace, the path of awakening. Our time, when people hear Buddhism, they would like to respect or bow to Buddhism, respect the Buddha, even to, political person, political people, when they hear Buddhism, they respect the Buddha Chuo, the Dhamma Chuo, and the Sangha Chuo. Very interesting when we hear like that. Namo Sakyamuni Buddhaya. Quý vị tham, cho nên khi nghe tới những đệ tử của Đức Phật này, những người đó mà có hành trì thì tâm họ không có buông lung, tâm của họ không phóng dật, thì lúc đó họ trở thành là cái người trí, mà người trí không phóng dật thì tiếng tốt của họ được đồn xa. Rất là hay, rất là ý nghĩa. Trong trường hợp này tùy theo cái ngữ cảnh, nếu mà ở trong gia đình thì cái người đó được với dòng họ, bà con, nội từ ngoại được quý mến. Còn đối với trong chùa cũng vậy, mà nếu mà cái người đệ tử, cái người sư thầy, sư chú, sư cô vân vân mà thực tập, có cái tâm không phóng dật, cái tâm không buông lung,
thì kiến thức của vị đó được được các cộng đồng Phật giáo, các người trung xứ khác nghe tới là bác làm liền. When a good practitioner who are not negligent, their good family is quickly spread everywhere and anytime. Very interesting when the person who have a good heart, good practice, and their mind are not negligent. His or her their good family is stressed quickly. I like good practitioner, the person who have good heart to practice what a teaching. Namo Sakya Muni Buddhaya. Đó, thì chúng ta mà học được như vậy, hiểu được như vậy là người trí mà không phóng dật, tâm của họ không phóng dật thì tướng tốt được đồ xa. Và ngay cái cảnh, ngay cái này cũng vậy, đối với ở xã hội thì đối với một nhà chính trị, một nhà doanh nghiệp, một nhà thương gia, mà nếu mà có cái tâm không phóng dật, lo cho đại chúng, lo cho cộng đồng, lo cho quốc gia, lo cho dân tộc thì tiếng tốt của vị đó đồn xa. Còn đương nhiệm hay là đương chức mà làm tổng thống, chủ tịch hoặc là làm giám đốc vân vân mà không có cái tâm của họ phóng dật buông lung, họ ý quyền ý chức muốn làm gì làm thì tiếng xấu lại đồn xa. Vì sao tiếng xấu cũng đồn xa mà tiếng tốt cũng đồn xa, tùy theo cái sự thực tập của vị đó. Hay lắm quý vị. When you are a manager, or you are a director, or you are political people, but practice something wrong, and then best friend, your best friend, his or her best friend is stressed quickly, anytime, anywhere. Opposite a good friend. That's why we are a good practitioner, should practice something. Should practice meditation something very well. At the time we nurture or develop a good family. Namo Sakya Muni Buddhaya. Đó, quý vị nhớ nha. Rồi, hôm nay chúng ta chỉ học hai cái bài kệ số 10, số 22, số 23 và 24 thì rất là ý nghĩa quý vị. Mỗi cái đề tài, mỗi câu là một cái đề tài. Bởi vì mình có cái đề tài về vua Tần Bà Sa La cho nên mình chỉ nói tổng quát vậy đó. Là khi nào mà học chi tiết vào cái đề tài này thầy sẽ phân tích và cụ thể và rõ ràng để đại chúng nói nổi cái từ đó, cái từ là chánh niệm Samathati. Lúc đó thầy sẽ nói một bài pháp rất là rộng. Bởi vì không chiếm cái thời gian khác cho nên đó, mình chỉ nói tổng quát thôi. Nói cái ba nghiệp lành tiếng Mỹ, có người hỏi thưa thầy, ba nghiệp tiếng Mỹ là gì? Thì quý vị nói là thân nghiệp là body reaction, nghiệp tức là karma, cả tiếng Phạn và tiếng Pali, karma mà body reaction là thân nghiệp, còn khẩu nghiệp là gì? Là verbal action, nhớ nha. Còn thân nghiệp là gì? Là body reaction, verbal action, và ý nghiệp là gì? Mental action. Hay quá, cũng sơn này chuyển ngữ cũng được hết chứ. Bởi vì nhớ nha, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp là phải chuyển ngữ tiếng Mỹ là body reaction là thân nghiệp, khẩu nghiệp là gì? Verbal action, và ý nghiệp là gì? Mental action. When we develop a wholesome body reaction, wholesome body reaction, wholesome verbal action, wholesome mental action, our time, everybody's life, we ourselves have a lot of compassion, love and kindness, this choice, and that time we go somewhere, we go somewhere freely, anywhere, anytime. We never regret something, never regret us. Tức là không có gì ngăn cản chúng ta hết.
Thì khi chúng ta thực tập cái điều tốt rồi đó, trong ba nghiệp, thân khẩu nghiệp mà chúng ta thành tựu rồi đó, là không có cái gì mà ngăn cản được ta hết á. Cái vị thân, when your bodily action become good, verbal action, your his bodily action become good, his or her verbal action become good, and mental action become good, and then he's never prevent him or her. Tức là không có cái gì ngăn cản được cái vị ấy hết. Rất là hay. Và ngay cả chúng ta cũng vậy đó quý vị. Thì hôm nay chúng ta học bài kệ số 23 và 24. Mỗi ngày chúng ta học một cái lời vàng của Đức Phật. Lời vàng có nghĩa là gì? Là cái lời đó mình học đâu mình hiểu đó, mình học đâu mình tu tập được đó, mình học đâu mình đó, tưới tẩm vào cái hạt giống an lạc vào trong thân và trong tâm chúng ta, và có giá trị và thiết thực hiện tại, có thể chuyển hóa thân tâm của chúng ta, thì gọi là lời vàng. Các vị nhớ nha, lời vàng golden teaching. What does golden teaching mean? Golden teaching mean in this case means practical teaching, useful teaching, valuable teaching of the Buddha. The more we learn the golden teaching of the Sakyamuni Buddha, and the more we have a lot of compassion, love and kindness, happiness, joy. Very interesting. Mời đại chúng chúng ta nghe chừng đó thôi. Em nghe nhiều nữa lắm qua cái đề tài khác. Bây giờ mời đại chúng chúng ta học tiếp cái đề tài là vua Tằng Bà Sa La Bimbisara Namo Sakyamuni Buddhaya. Thưa quý vị, đề tài hôm qua chúng ta biết là vua Tằng Bà Sa La Kim Bimbisara là có tổng cộng là theo cái chế độ mà người ta thê là nhiều vợ đó. Thì vua có một chánh hậu, tức là một hoàng hậu và năm thứ phi, trong đó có thứ phi là thứ ba, thứ hai, thứ ba và thứ tư là cô Khê Ma, cô thứ phi Amphapali và thứ phi Bun Padumavati. Là mấy người này là sau này thì tu hết trở thành đệ tử nữ xuất sĩ của Đức Phật. Ba vị này là ba thứ phi này đi tu hết nha quý vị, và rất là thành tựu trong cái đời sống tâm linh, khi mà từ giả con được cái đời sống thế tục mà trở thành đời sống xuất gia, trở thành tỳ kheo ni hay là những nữ đệ tử xuất gia của Đức Phật. Bây giờ tiếp theo một cái đoạn mới mà hôm qua chúng ta dừng. Đoạn mới đó là gì? Theo các sơ giải đó, giai đoạn này thì đề cập tới sự qua đời của vua Bimbisara hay là băng hà của vua Bimbisara. Sự qua đời của Bimbisara, của vua Tằng Bà Sa La đó, là một cái chết đáng buồn. Thì cái chết đó như thế nào? Đại chúng mình sẽ học sau đây. Mời đại chúng chúng ta đọc cái chỗ này nha. Cái nhà tiên tri thì cái đoạn này nó hơi lộn xíu, quý vị cũng thông cảm. According to the commentary, the death of Bimbisara was a sad one, tức là một cái đáng buồn. Trong cái trích dẫn là những cái chỗ này thầy trích dẫn nè quý vị, nếu mà có tài liệu là đây là lục tạng, đây là kinh tạng, quý vị có thể xem thêm. Đây là phương pháp nghiên cứu. Chỗ này là những nhà tiên tri tuyên đoán trước khi chào đời Ajatasattu sẽ mang đến cái chết của cha ông là vua cha đó. Vì lý do đó mà mẹ ông muốn phá thai, tức là phá thai của cái Ajatasattu đó. Ajatasattu là vua A xà thế nha quý vị, để chút nữa mình phân tích sau. Vì lý do đó là mẹ ông muốn phá thai, nhưng vì lòng tình, nhưng vì lòng thương con nên vua Bimbisara đã không làm điều này.
Và khi Ajatasattu là vua Asathe nha quý vị, chữ này là vua Asathe. Ajatasattu sinh ra, phụ vương của ông đã đối xử ông bằng tình thương lớn. Đọc lại lần nữa nha. Những nhà tiên tri tiên đoán trước khi chào đời là ai chào đời là vua Asathe, là cái ông vua con này là Asathe đó. Ajatasattu sẽ mang đến cái chết của cha của ông, tức là vua cha đó. Vì lý do đó mà mẹ ông muốn phá thai, lúc đó mà mới sinh ông ra thì mẹ lúc mà mang thai đó thì các nhà tiên tri nói là sanh cái Asathe này á, là sau này gia đình trở ngại đó, là có vấn đề trở ngại. Các nhà tiên tri chỉ nói vậy thôi. Thì lúc đó mẹ của ông á, mẹ của Ajatasattu á, muốn phá thai, nhưng mà vì cái lòng thương tưởng rất là lớn nên vua cha Bimbisara đã không làm điều này. Và khi khi Asathe sinh ra, Ajatasattu sinh ra, thì vua cha là phụ vương của Ajatasattu đối xử ông bằng tình thương lớn. Nhà bây giờ mời đại chúng đọc lên tiếng Mỹ nha. Chỗ này nó không điều cho nên quý vị cũng thông cảm để thầy sắp sẽ cho điều. Prophet là nhà tiên tri, nhà tiên đoán đó. Tiên đoán rằng prophet had predicted that before being born, Ajatasattu would reign about the death of his father. For that reason, his mother wanted an abortion, burst out of love for his son. Bimbisara did not do it. And when Ajatasattu was born, his father treated him with the right love. Rồi mời đại chúng đọc lại lần hai. Prophet là nhà tiên đoán nha quý vị ha. Nhà tiên tri đó là tiên đoán, là predicted cũng được, là tiên đoán rằng trước khi mà sinh ra, ai sinh ra là Asathe nè, Ajatasattu là Asathe nha quý vị. Would bring about the death, mang lại cái chết của vua cha, là các nhà tiên đoán nó nói là khi mà cái ông Ajatasattu này sinh ra chắc chắn là sẽ mang cái chết cho vua cha đó, cho vua của cho thân phụ của ông đó. Thì cái vì lý do đó mà bà mẹ muốn phá thai, for that reason his mother wanted an abortion, tức là muốn phá thai. Chữ này là phá thai nha quý vị. Abortion, burst out of love for his son, là vì lòng bi mẫn đó, vì thương tưởng đó, vì lòng bi mẫn con của ông, con của ai, con của vua Tằng Bà Sa La. Thì vua did not do it, không có làm điều đó, tức là kêu vợ của ông, tức là hoàng hậu á, đừng có phá thai, không cũng được. Như vậy ông vua Tằng Bà Sa La giữ giới quý vị ha, điều đạo đức thứ nhất đó. Chúc mình sẽ nghe sau. And when Ajatasattu was born, khi mà vua Asathe ra đời, thì thân phụ của ông đối thử ông bằng tình thương lớn. Tại sao đối thử ông mình bằng tình thương lớn mà ông lại giết? Đó là cái nói về cái nghiệp báo giữa cha và con. Thì cái câu chuyện tiền thân á, chúng ta sẽ học sau. Câu đó là nói có cha với con nó có cái tiền, nó có cái oan khiên giữa đời này và đời trước. Mình sinh ra đời mà quý vị biết đó, là mình làm cha, làm con, làm vợ, làm chồng, làm ông, làm bà, làm con cháu trong gia đình, nó có cái tương mối tương duyên nhân quả. Mình ra đời không phải nói không mình muốn làm vợ làm chồng với nhau, khó là nó có nhân duyên với nhau, nhiều đời nhiều kiếp. Rồi làm cha làm con với nhau, trong kinh Trường Bộ đó, Majjhima Nikaya, Digha Nikaya là Trường Bộ kinh đó, dạy rất là rõ quý vị.
ông làm nhân, làm duyên, làm vợ, làm chồng, làm ông, làm bà, làm cha, làm con, làm con với mẹ, con cha, rồi con vân vân, rất là chi tiết. Thì trong trường hợp này á, nó có cái sự ân oán giữa giữa cha và con, tức là Bhuvanesara và Achatasattu. Cho nên á, khi mà mang thai thì theo cái văn hóa của người Ấn Độ á, thì người mẹ tức là bà Vidahi đó, là Achatasattu, là con của bà Vidahi, là con bà chánh hậu, là bà đầu á, là xem cái xem tướng, xem cái thai nhi này á, sinh ra đời tốt không. Thì các vị tiên tri prophet á, tiên tri nói là cái sự sinh ra của đứa bé này á, là cái chết của vua cha, nhưng mà khuyên bà đi phá thai đi. Rồi nó, bà đem cái câu chuyện này nói cho vua Bimbisara Tambasala, nhưng mà Tambasala là người đệ tử của Đức Phật, là giữ giới, không có phá thai, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ bi, không có phá thai. Mà chính cái điều này cho nên đó, ông có cái tình thương lớn và không có phá thai, không có ngăn cản bà hoàng hậu là vợ của ông là đừng có phá thai, cứ nuôi nó, rồi cái gì nó đến là nó tới nè, ở nghiệp báo là mình phải trả thôi, chứ không đừng có vì lý do đó mà nghe mấy cái anh coi bói coi tướng rồi mấy cái ông đó rồi giúp phá thai tội nghiệp. À, thì chỗ này nhấn mạnh là vua Tần Bà Sa La có thực hành lời dạy Đức Phật, tức là điều đạo đức thứ nhất là không được phá thai, không được phá cái mầm sống của một sự sống. Cho nên đó, mình hiểu được chỗ này thì mình đó, những ai ngày nay mà đang mang thai vì lý do nào đó mà phá thai, thì lúc đó cái người đó là nó tổng giám về cái tình thương, cái lòng từ bi, mà nuôi dưỡng lòng từ bi là mình nó có cái nhân duyên hay là có nghiệp báo, nó có tương quan tương duyên với nhau. Nếu mà tốt thì nó sẽ trả ơn trả hiếu cho mình, còn sinh ra mà không tốt, những cái hạt giống, hạt cái mầm sống mà sinh ra một đứa con á, nảy mầm rồi đó, mà nếu mà có cái nghiệp báo thì lúc đó nó tương cái báo ứng, cái báo quán đó, nó sẽ đi theo với mình suốt đời. Thì lúc đó mình biết là do cái nghiệp. Trong trường hợp này thì vua chấp nhận và không có phá thai và giữ cái lòng tình thương đối với cái thai nhi là Achatasattu. Vị này sau này mình sẽ học tiếp và biết như thế nào diễn ra. Đó, quý vị thấy mình học được cái điểm này là người đệ tử Đức Phật, là người thực hành Phật pháp, là chúng ta phải vun trồng về cái đời sống từ bi, có cái lòng từ bi, chúng ta không có giết hại sinh mạng, kể cả con vật, không nói gì trong trường hợp này là bào thai, là thai nhi. Ngày nay mà ai mà phá thai nhiều là tổn thọ, tổn phước và mất hết cái lòng, cái hạt giống từ bi của mình, rất là trở ngại đó quý vị. Mình tưởng đâu là phá thai là xong, nhưng không phải đâu, nó cộng cái nghiệp, nghiệp này nó còn báo cái nghiệp khác, không những đời này và đời sau nữa, rất là nhiều lắm quý vị. Cho nên nó tốt nhất là mình phải dùng cái từ bi để mà mình chuyển hóa cái nghiệp ác của mình, mà giết một cái mầm sống, có nghĩa là một con người rồi, thì nó rất là trở ngại, tổng giảm tâm từ bi. Mời đại chúng chúng ta học tiếp nha. Vì khi trưởng thành, Achatasattu thường xuyên giao du với bạn xấu, bạn xấu ác đó. Mà cái người bạn xấu ác đó là tên là gì? Devadatta. Mời sư chú Pháp Trí nói sao? Sư chú nói là Devadatta, giỏi lắm, cho 10 điểm cộng. Đó là Devadatta nha quý vị, là Devadatta. Còn Achatasattu tức là Asathe, quý vị nắm được cái đây. Thầy không có muốn viết cái tiếng Việt chuyển ngữ, nhiều khi quý vị quên từ gốc, mà đem kể câu chuyện này cho những người Phật tử các nước, lúc đó người ta không có biết Asathe là ai, rồi Devadatta là ai, cho nên thầy dùng cái từ gốc luôn, là Achatasattu là Asathe, Devadatta là Devadatta, người đã thuyết phục
Ajatasattu xóa ngôi, của vua Bimbisara. Cái ông này cũng giữ cái ông Devadatta này, Devadatta bằng cách là giết vua, ghê thiệt á, bằng cách là giết vua, giao du với bạn xấu nè, bằng cách là thuyết phục cái Ajatasattu nè, xóa ngôi vua nè, và bằng cách là giết vua là bởi vì á, vua Bimbisara là ai, là cái người bảo trợ đắc lực cho Đức Phật và tăng đoàn, hay mình nói là bảo trợ đạo Phật rất là đắc lực. Thì cái mục đích ông như thế nào, cái ông Devadatta như thế nào, mình sẽ hiểu cái đoạn sau. Câu chuyện cũng hấp dẫn hơn quý vị ha. Quý vị hãy đóng khung cái từ này để chúng ta chúc chúng ta dễ nhớ nè. Bạn bè xấu ác nè, nhớ nè, giao du với ai là bạn xấu ác mà coi chừng nha. Rồi á, rồi vua Bimbisara là ai, là cái người bảo trợ một đắc lực cho Đức Phật và tăng đoàn vân vân. Thì cái ông Devadatta là cái người thuyết phục vua Ajatasattu xóa ngôi vua và bằng cách là giết vua đi, bởi vì vua là cái người ông bảo trợ đắc lực cho Đức Phật và tăng đoàn. Bây giờ mời đại chúng đọc trong tiếng Mỹ. When Ajatasattu was born, he greatly associated with his evil friend Devadatta, who pursued Ajatasattu to delete the throne of King Bimbisara by killing the king, the powerful patron for the Buddha and the Sangha. Rồi, mời đại chúng chúng ta phân tích chỗ này. When Ajatasattu was born, khi mà vua Asathe trưởng thành, chữ này chữ trưởng thành là sai rồi. Mời đại chúng chúng ta đi viết cái chỗ này dùng thầy nha. Chỗ này không đúng, sửa ra dùng thầy. Cái này trưởng thành là không có dùng chữ này, là mình phải dùng chữ gì? Chữ trưởng thành là mình phải nói là râu ấp, phải không sư chú? Đúng rồi, nó mới đúng nha. Quý vị đi lít dùm cho thầy cho từ ngày nha, mình có học mình ôn lại mới biết là when Ajatasattu grow up, khi mà Asathe đó trưởng thành, thì he frequently, thường xuyên, ông ta thường xuyên cái gì? Thường xuyên giao du, associated with, là giao du nha quý vị. Cái từ đó, giao du đó, associated with his evil friend, là cái người bạn ác, cái người bạn xấu, cái người bạn ác đó, tên là, hay là Devadatta, bạn xấu là, bạn ác là Devadatta, là Devadatta, who pursued it, là người thuyết phục ai, pursued it, Ajatasattu, cái ông đề bà đặt đa này, ông thuyết phục Ajatasattu đó để là sao, xóa ngôi vua, hay là delete, tức là xóa ngôi vua nha quý vị. Vua nào? Vua thằng Bà Sa La. Delete the throne of King Bimbisara by killing the king. Mấy ông này cũng có mưu toan ha, là giết vua thằng Bà Sa La để làm gì, để chúc mình sẽ nghe sau. The powerful the king who King Bimbisara, who was the powerful patron for the Buddha and the Sangha. Vua Tăng Bà Sa La là cái người bảo trợ mạnh, tức là đắc lực, là powerful patron, là hết mình đó, là mạnh đó quý vị, mạnh mẽ đó. Powerful patron là người bảo trợ đắc lực cho Đức Phật và tăng đoàn. Rồi mời đại chúng chúng ta học được mấy ý chỗ này. Thứ nhất á là gì? Thứ nhất á là Ajatasattu, là vua Asathe đó, trưởng thành giao lưu với bạn bè xấu, sinh ra trong cái môi trường thời xưa cũng vậy, thời nay cũng vậy. Mà nếu mà một cái trong gia đình mà cha mẹ mà thiếu cái sự chăm sóc của con cái, trở ngại lớn. Cho nên khi mà đứa bé nó lớn lên, một em bé mà lớn lên, một chàng hoàng tử hay một cô công chúa nho nhỏ xinh xinh mà lớn lên, mà người cha người mẹ có cái môi trường tốt mà chăm sóc,
cho con cái của mình, thì con cái của mình lớn lên rất là dễ thương và hiền hòa. Và cái môi trường mà các em tới chùa, tới đạo tràng, quý vị hãy dành thời gian thích hợp. Mặc dầu em nó học, muốn cho con mình nó giỏi, nhưng mà bên cạnh đó mình phải hướng dẫn cho con nó còn nhỏ, còn tấm bé quý vị. Chứ để mà nó mà có chừng 12 tuổi trở lên nữa, lúc đó nó học nhiều, rồi sau đó nó làm cái gì á, cha mẹ đi vào cửa phòng phải ở xứ này nè, ở Hoa Kỳ hoặc là ở cái môi trường phương Tây này nè. Nếu mà nó mà trưởng thành xíu rồi đó, mà không có sự thiếu cái sự chăm sóc của cha mẹ, cứ lo làm ăn nè, cứ lo kiếm tiền nè, mà chưa nói là hai người làm ca đêm, ca ba, còn người làm ca nhất, thì hai cái múi giờ vợ chồng gặp nhau đâu có chừng một tiếng, hai tiếng rồi ăn xong rồi ngủ nghỉ xong rồi đi làm, và không ai. Rồi cái người mà chăm sóc con cái thiếu cái tình thương, thiếu cái sự chăm sóc thì con cái mình hư hỏng đó quý vị. Xuyên qua cái đời xưa, đời nay cũng vậy. Thì cái môi trường mà nó xấu ác á, là cũng nói về vấn đề mà sự thiếu cái chăm sóc của gia đình. Mà cái người cha người mẹ mà có thời gian thích hợp á, mặc dầu là tiền là cần, vật chất là cần, nhưng mà mình phải dành thời gian mình chăm sóc con cái. Bởi vì mình có duyên với nhau, làm vợ làm chồng với nhau, rồi có hạt giống, rồi cái hạt giống nó nảy mầm, mà khi mà nó sanh được cái mầm nó lớn lên thành cái cây, thì mình phải có thời gian chăm sóc và tưới nước nó, thì cái cây nó mới ra hoa kết trái. Đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng là gì? Khi mình có biết là gia đình mình có thai nhi, mà trong khoảng thời gian mà có thai, người vợ người chồng mà sao chơi game xem phim tập, chơi game, là cuối cùng á là đứa nhỏ 10 đứa ở phương Tây này, nhất là Hoa Kỳ, 10 đứa đeo gương hết, 6 đứa đeo mirror đó, tức là cái gương, cái kính đó quý vị, hết 6 đứa là đeo gương cộng rồi. Tại sao hồi xưa không có mà giờ nhiều, quý vị phải lưu ý. Cho nên trong khoảng thời gian đó mà mang thai đó, nó liên quan đời xưa mà đời nay cũng vậy. Mà ai mà chơi game đó, quý vị nhớ nè, là thôi á, sanh đã thằng nhỏ hôm trước sau thằng tí hay bé tí bé xíu gì đó là nó cũng chơi game, mà game á là cái trách nhiệm, chất bao động nó thấm vào tâm vào tóc của nó. Quý vị tưởng là con của mình ngoan ngoãn, nó coi cái điện tử, không có đâu, nó la cà nó là hư hết. Nên khi mà nó còn nhỏ đó, quý vị phải có thời gian chăm sóc cái nó, và hỏi con học cái gì, làm gì, quý vị phải chăm sóc, mà nhất thời gian là mang thai. Rồi ông bà phải lo tu tập, sáng mình nhìn bông hoa, rồi nhìn cái tượng Phật mà Hiền Quan Âm, hoặc là cái tượng Đức Phật Di Lặc, nếu con cái mình vui vẻ, hoan hỷ, như thầy đường sĩ, ví dụ vậy. Hoặc là muốn có cái sự tinh tấn, dũng mãnh, tránh tinh tấn, tránh tinh tiến, tránh việc làm đúng, lời nói đúng, ý nghĩ đúng, và nghề nghiệp đúng, vân vân, là học theo hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, có sự tiến bộ và giác ngộ và thành tựu trong cuộc đời, được thế giới ngưỡng mộ, là học theo cái hạnh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và cái tâm mà hiền thiện phùng thục, không nói có cái lời nói ái ngữ về dễ thương, lắng nghe, là học theo nhìn cái tượng bày Hiền Quan Âm. Và học cái hạnh hoan hỷ là nhìn Đức Phật Di Lặc khi mà mang thai đó, rất là quan trọng. Còn mình á, mang thai mà mình không có biết được cái môi trường giáo dục đó là sao, ông á thì chơi game hay là ông đi casino là sanh được thằng nhỏ ra, ông trước sau nó bắt trước. Cái thai nhi á, nó ảnh hưởng trực tiếp vào cái tâm thức của người mẹ hết 80%, còn cái ông chồng á, ba của nó thì khoảng chừng 20-30% rồi không à. Cho nên trong thời gian đó, quý vị thấy là các cụ già xưa dạy rất là rõ là vì con ở trong dạ giống như là mình xem như là một cái hạt giống hay là một cái Đức Phật trong tương lai, rất là hay quý vị. Một cái đề tài này thầy nói cũng là rộng và dài lắm, khi nào có cái đề tài khác thầy sẽ hướng dẫn. Tại sao mà Thánh Mẫu Maria mà sinh ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà trở thành một vị Phật là do bà khéo chăm sóc cái thai nhi. Cho nên đó, bà nhìn những cái bông hoa đẹp,
những cái tượng hiền, đức hạnh và những cái vị Phật ở trước đời trước rất là thuần tục, cho nên mới sanh ra một cái đức Phật có sơ sinh hạ nhi này, cống hiến cho thế gian này rất là an lạc. Ai mà người mẹ hay là người vợ, người chồng mà mang thai nhi đó mà sao mà lo nè, nếu mà mình muốn con mình học ngành bác sĩ nè, mình tò mò hay lấy dụng cụ bác sĩ hay là cái gì đó, mình nói là sau này nhớ là đứa bé trong bụng mà sanh ra lớn lên cố gắng học bác sĩ nha. Mình có cái tâm tưởng như vậy đó, nó truyền vào cái tâm thức của người con mình. Và nếu mà học luật sư nha, bây giờ có dịp là cố gắng tính toán cho nó nhanh nè, nhạy bén nè, thảo luận cho nó gắt, cho nó đâu vào đó nè. Sau này mẹ ước mong con sẽ làm luật sư nè. Nhưng mà sau này mà muốn đứa con trở thành người hoan hỷ và vui vẻ nè, học được cái hạnh của Đức Phật Di Lặc nè, mỗi sáng quý vị chắp tay lại nhìn Đức Phật và mỉm cười, con được cái từ trường của Đức Phật, con hạnh phúc lắm đó. Quý vị thực hành như vậy đó, rồi sau khi mà con nó lớn lên rồi, quý vị nè chăm sóc, có thời gian chăm sóc nó nè, rồi chăm là gần gũi nó, có lúc là làm một người thầy của nó nè, có lúc làm người cô giáo của nó nè, có lúc làm người mẹ nó nè, có lúc làm người cha nè, có lúc làm người bạn của nó luôn, để mình gần gũi nó, để mình học hỏi nó. Rồi cái mình nói con hôm nay học cái gì nè, có gì không, thì lúc đó quý vị biết cái tin tức của con cái mình. Còn mà quý vị lo kiếm tiền mỗi buổi sáng buổi chiều là con mình sinh ra, thôi kệ nó làm như làm, không thiếu cái trách nhiệm, thiếu cái thời gian chăm sóc, rồi thiếu cái tình thương của nó nữa. Rồi về thấy con mình ngủ yên rồi phái đó, nơi con ngon lắm, nó ngủ chưa chắc, nó cho game đã rồi ba mẹ nó về nó không muốn tiếp xúc đâu. Nó không muốn tiếp xúc đó quý vị thân, thì nó ngủ cái gì đâu, nó thôi được rồi. Giới hạn tiếp xúc ba mẹ, thì giờ mình có thời gian mình ngủ, ba mẹ tưởng gì là vui là ngon nha, không có đâu. Cho nên quý vị coi lại, thì cái điểm này mình học á, là mình nói rằng mình phải có thời gian chăm sóc con cái mình khi mà còn trẻ còn nhỏ, còn thời gian mang thai, là mỗi chúng ta phải có cái hạt giống, giống như là cấy cái hạt giống thánh vào trong cái đời sống tâm linh của mình, thì phải cố gắng sống cái đời sống thiện, lời nói thiện và việc làm thiện, và nhìn những bông hoa, những tượng Phật, những cái hình Bồ Tát. Tại sao các tôn giáo người ta làm được, người ta bắt copy, người ta bắt chước cái hay của Đạo Phật, thỉnh thoảng người ta đã làm được thành công, còn mình như vậy mà mình quên, thì do cái người truyền cái phương pháp truyền lửa đó, cái người hướng dẫn không có cái phương pháp làm mới. When the person who has duty to teach what a teaching, all the time he or she doesn't have the new method, to teach to introduce the good method to him to everybody. All the time only use the old method to teach traditional teaching, and sometimes not good for the people who want to learn the word teaching. The more you understand, the more you have a new method, the more you transmit or to teach teaching of the Buddha to everybody around him or her very easily. Chúng ta học được vậy thì chúng ta truyền cái phương pháp rất là hay. When he or she, the couple of wife's husband have brilliant, they know during that time, during the brilliant time, don't play game, they don't play game, violent game. The more they play violent game or game, our time again on substance of violence transmits directly their brain. When the baby was born, our time they follow mommy or daddy, and they think he or she think the baby think when I was in your our belly, no, tiny, maybe
Maybe this word I don't know in English. fetus. Yes, I remember. When the baby was in a fetus, all the time, he or she remember. When I was in a fetus, your fetus, all the time you play game. And when I was born, and I follow you. you think I'm whose person? I play game, I study, but study only 1 hour, but play game around 5 hours, 4 hours, or 6 hours. Violence come to him or to her mind. Trouble. Quý vị thân, khi mà nó chơi game nhiều á, thì cái bạo động nó vào trong tâm, trong thân của đứa bé đó, rất là trở ngại. Và mẹ hay cha nói đó, nó không có nghe đâu. Cho nên đó, in this case, that's why the world teaching invite us to spend a proper time to take care of your children, your kids. The more you have time to look after your kids, your children, all the time, children become a good person, a good good student. When he or she go to school, study very well, get A grade, high grade. But only he or she spend a lot of time playing violent game, or time maybe study and get a C grade or B grade, become trouble. Why he have a bad result? Because the parent who have sort of who less care of their kids, their children. That's why in this case, the Buddha advise everybody who have become a parent to spend a lot of time taking care of the kids, the children. The more you take care of your children, the more he or she take care of her or his children, the more children become a good person. Quý vị nhớ nha, dành thời gian thích hợp thì tốt. Thì trong trường hợp này, vua cần bà Sa La và cái môi trường á, chắc có lẽ là trong cái đoạn này mình nhớ là thiếu cái sự tình thương chăm sóc của gia đình, cho nên cái Ajatasattu này á, giao du với bạn bè xấu. Associated with a bad friend, evil friend là bạn bè xấu, mà cụ thể là Devadatta là Devadatta. Thì cuối cùng đó, Bà Đạt Đa là cái người mà cạnh tranh với Đức Phật. Chúng ta sẽ học cái đoạn tiếp cạnh tranh Đức Phật và khuyên Ajatasattu giết vua Tằng Bà Sa La. Cái người vua Tằng Bà Sa La, cái người hộ pháp đắc lực cho Đức Phật, cho nên giết đi. Không để gì cái vị trí của Devadatta nó khác. Thì một người thì cũng cạnh tranh về cái đời sống tâm linh, còn cái người kia là muốn làm vua sớm, không đợi để vua Bimbisara rồi làm cái lễ để lên ngôi vua. Nhưng mà ông ta vì háo danh, vì chơi với bạn bè xấu, cho nên mong là mình làm vua sớm để giết vua cha bằng cách là nghe Devadatta. Như vậy cái ý này mình học là thứ nhất là gia đình thiếu cái trách nhiệm, gia đình của vua Tằng Bà Sa. Cái điểm chỗ này đó, tức là lo công việc triều chính, công việc xã hội nhiều quá mà thiếu cái trách nhiệm chăm sóc về con cái. Thứ hai nữa là cái anh Devadatta, cái Ajatasattu này á, là muốn làm vua sớm, cho nên nó muốn xóa đọt cái ngôi vua để làm ngôi vua. Thứ ba nữa là giao lưu với bạn bè xấu là Devadatta, ba cái ý này. Thứ tư nữa là Devadatta cũng muốn, một mặt là muốn lãnh đạo tinh thần, tranh cái ngôi của Đức Phật. Cái đoạn đó mình sẽ học cái đoạn tiếp theo sau. Như vậy là bốn ý là chúng ta phải học ha. Mời đại chúng chúng ta đọc tiếp rồi chúng ta sẽ bình giải chỗ này sau. Devadatta nghĩ rằng sự bảo hộ của Bimbisara, vua Tằng Bà Sa La đó, về Đức Phật
là một chướng ngại lớn nhất cho Devadatta trên con đường muốn làm một nhà lãnh đạo tăng đoàn. Đó, nó có liên quan cái đoạn thứ tư của quý vị ha. Bây giờ mời đại chúng chúng ta đọc bên tiếng Mỹ nha. Devadatta thought that the visceral boldness of the Buddha were the greatest obstacle for Devadatta in his path of wanting to be a leader to a leader of the Sangha. Rồi, chúng ta phân tích bên tiếng Việt và tiếng Mỹ nha. Devadatta nghĩ rằng, Devadatta nghĩ rằng sự bảo trợ hay là sự bảo trợ của vua Tambasala đó cho Đức Phật á, hay là về Đức Phật cho Đức Phật là một chướng ngại lớn nhất cho Devadatta trên con đường muốn là một nhà lãnh đạo tăng đoàn. Như vậy cái ý này mình học bởi vì cái Devadatta này muốn cho đạo Phật không có phát triển, hoặc là cái ý khác nữa là muốn là sao, muốn là làm cái ý chính trong trường hợp này là ông muốn lãnh đạo tăng đoàn. Ông Đức Phật là anh em là chú nhà bác với để Devadatta đó, nhưng mà ông này muốn lãnh đạo tăng đoàn, cho nên mục đích ông muốn là ông Bimbisara là đừng có bảo trợ Đức Phật và tăng đoàn nữa, nhưng mà để ông thuyết phục vua Bimbisara ngưng cái sự bảo trợ đi, và ông Devadatta cũng muốn làm một cái nhà lãnh đạo tăng đoàn. Mục đích của ông này là vậy đó. Bây giờ mời đại chúng học bên tiếng Mỹ nha. Devadatta thought that, ông ta nghĩ rằng, Devadatta nghĩ rằng sự bảo trợ, từ này là bảo trợ nha quý vị. Nếu mà nó không có chữ A đó, sau là A, R, E, A, G, E đó, là người bảo trợ. Còn patronage là sự bảo trợ nha. Bimbisara, patronage of the Buddha là bảo trợ cho Đức Phật, hay là sự bảo trợ của vua cho Đức Phật ha. Chỗ này dùng chữ for nó mới đúng thôi. Quý vị bỏ dùm thầy từ đề nó đúng hơn nha. Dùng bỏ và bảo trợ vua cho Đức Phật nó mới đúng hơn, mình nghĩ đó nha. Thì giờ quý vị chỉnh dùm thầy chút ở chỗ này. The pages for the Buddha. Đó. Devadatta thought that Bimbisara's patronage for the Buddha was the greatest obstacle for Devadatta in his path of wanting to be a leader of the Sangha. Thì cái sự bảo trợ của vua Tambasala cho Đức Phật đó là một cái chướng ngại lớn. Chứ obstacle là chướng ngại nha quý vị. Obstacle, the greatest obstacle là một cái chướng ngại lớn nhất cho Devadatta trên con đường ông muốn làm một cái nhà lãnh đạo. In the path of wanting to be a leader of the Sangha. Of the Sangha, như vậy là cái chỗ này chúng ta đóng khung mình đến Mỹ luôn. Ông muốn trở thành một cái nhà lãnh đạo nha. Đây là chữ lãnh đạo nè. Lãnh đạo cái gì? Lãnh đạo Sangha là tăng đoàn. Cái từ này quý vị nhớ này. Rồi, mời đại chúng nghe chỗ này chút. Như vậy đó, chúng ta nghe cái đoạn này nó có liên quan với đoạn trên đó, thì mình nói lại một mặt á, thì vua A Xà Thế đó muốn trở thành một vị vua sớm. Thứ hai là gì? Là lăng la với bạn bè xấu ác. Thứ ba là gì? Thứ ba là gia đình thiếu cái thời gian chăm sóc cho con cái. Và thứ tư nó là gì? Là Đề Bà Đạt Đa muốn làm lãnh đạo, một nhà lãnh đạo tâm linh. Thứ năm là gì? Là muốn vua Tambasala không có bảo trợ đạo Phật, nói chung không muốn ủng hộ Đức Phật và tăng đoàn. Cho nên năm cái ý này chúng ta thấy là ai cũng có mục đích riêng hết, nhưng mà cái đây là cái tạo nghiệp ác cho mỗi người, rất là trở ngại. Devadatta tạo nghiệp ác, rồi Đề Bà Đạt Đa cũng tạo nghiệp ác, cho nên cuối cùng là do cái tham, cái sân, cái si, do cái đó nó che phủ cho mỗi người đó, cho nên nó bị cái tâm nó mờ mẫn, nó thiếu cái thông minh, thiếu cái sáng suốt, gọi là vô minh. Lúc đó nó che hết cái tất cả cái tâm của nó, là do cái tham nên nó phủ sóng hết tất cả những gì đó, là những cái môi trường thiếu tu,
họ che phủ cái đời sống của họ, rồi cuối cùng đó, họ muốn là một người thì muốn làm vua, còn một người thì muốn làm vua lãnh đạo tăng đoàn thay thế Đức Phật là Đức Valentine. Quý vị có coi cái phim mà 45 tập đó, cuộc đời của Đức Phật, do cái đạo diễn của người Ấn Độ đó, phim đó rất là sâu sắc, hay lắm. Quý vị coi rồi cái cuộc đời cuối cùng mà Đức Valentine mà chết rồi, hối hận và bị giống như là trong kinh và trong phim như vậy mà diễn tả là khi mà Đức Valentine chết đó, cái đất nó nở hễ ra rồi ông lọt xuống đó chết. Nhưng mà Đức Phật vì lòng từ bi, Đức Phật cũng thọ ký cho Đức Valentine nhiều đời sau nữa cũng thể thành Phật. À, thì nói về cái sự ác độc của hai cái vị này, một vị là muốn trở thành người vua và do những cái yếu tố đó, cho nên chúng ta học và chúng ta biết qua cái điểm này, chúng ta nhấn mạnh rằng nếu mà trong cái xã hội ngày nay chúng ta tu học phải nhớ không có vợ có chồng là thôi. Mà có vợ có chồng thì có con cái thì cái đó là cái chắc, chúng ta phải có cái thời gian để chăm sóc con cái của chúng ta. Thời xưa cũng vậy, thời nay cũng vậy, mà nếu mà không chăm sóc con cái thì con cái nó hư hỏng, quý vị. Mình làm tiền cả hàng trăm ngàn, hàng triệu ngàn, hàng tỷ, nhưng mà cái con cái hư hỏng mà cuối cùng cũng không có cái kết quả, nó không đem tới cái lợi ích của gia đình mình. Rồi chưa nói là cái sự buồn phiền của bên nội cũng như bên ngoại không hư hỏng hết, không cho nên nó thành tựu được cuộc đời, làm ăn khám khá, nhà hai ba cái, xe hai ba chiếc gì vậy, mà con cái mà hư hỏng là trở ngại, quý vị. Nó mà giao lưu nè, hút sách nè, xì ke ma tí nè, giao lưu bạn bè nè, cái nó trở thành một cái thói quen tập khí, có nghĩa là thói quen mà xấu ác rồi á, trở ngại lắm, quý vị. In this parable, have five meaning. First, Ajatasattu wanted to become a king. Second, last up, education brought Bimbisara and Queen Vidahi. And third, Devaranta wanted to become a religious leader Devaranta wanted Bimbisara to stop supporting a pension supporting Buddhism on the Buddha and the Sangha. And the five, they list Devaranta and Ajatasattu list the bad, the evil karma, là tạo nghiệp. Cái điểm thứ năm là Devaranta và Asathe tạo cái nghiệp ác. Chúng ta sẽ học tiếp theo cái đoạn mới, thì cái đoạn này chúng ta học năm được ý chỗ này. Thì cái ý quan trọng trong cái đoạn này là chúng ta cố gắng sinh một đứa con ra là phải có thời gian chăm sóc cho con của mình thành tài. Trồng một cái cây, bỏ một cái hạt giống vào đất và có phải có thời gian chăm sóc cái cây đó, cái hạt giống đó nó mới nảy mầm. Mà phải có thời gian để tưới hoa, làm bỏ phân này, tưới nước này, cái cây đó nó mới lên được cái ra quả. Quý vị nhớ nha. Thì nuôi đứa con cũng vậy, hay đào tạo một người đệ tử cũng vậy. Phải có thời gian chăm sóc, và có lúc làm thầy, có lúc làm bạn của nó, có lúc làm trò cũng được, và có lúc làm cha, làm mẹ, làm giáo sư dạy cho con cái, có lúc làm bạn của nó nữa, để chi mình hướng dẫn trong đời, ở đời cũng vậy, ở đạo cũng vậy. Mình có hạt giống rồi là mình phải có thời gian chăm sóc và phải có thời gian tưới nước và vun phân, thì đó nó mới quan trọng. Chứ còn sanh ra thì có hạt giống rồi thì ai, nếu mà có vợ có chồng thì hạt giống nảy mầm, là nếu mà đời sống bình thường thì có liền. Nhưng mà cái quan trọng là cái giáo dục người con đã trưởng thành, thì cái điểm này rất là cần thiết để cho chúng ta có cái nhìn lại và chúng ta có cái thời gian thích hợp để chăm sóc con cái mình. Cũng vậy, trong đạo cũng vậy, nếu mà độ một người đệ tử xuất gia đó là phải có thời gian sống để chăm sóc với người đệ tử đó, và giáo dục nè, học hành nè, tu học nè,
mình phải có thời gian chăm sóc nó bằng cách tưới nước và phun phân, thì cũng vậy, là bằng cách giáo dục, giảng dạy và hướng dẫn thì đệ tử nó mới thành tựu. Rất là quan trọng quý vị. Đời cũng vậy, ngữ cảnh nó khác, môi trường nó khác, nhưng mà cái cách giáo dục nó cũng bị hạn chế. Phải có thời gian, phải có phải dành thời gian chăm sóc, thì lúc đó cái người con mình mới thành tựu trong cuộc đời. Mà nhớ khi mà đứa con mình nó học bác sĩ nè, kỹ sư nè, luật sư nè, mà nó thành tựu rồi, nhớ về chùa Pháp Nhãn nha. Hay là tới cái đạo Phật đã hộ trì cho chúng Tam Bảo. Không, tự vì mình cha mẹ mình làm thiện, mình làm tốt thì con cái nó lớn lên, nó trưởng thành, thì lúc đó nó nhờ cái đức của cha, cái mẹ, nhờ ba mẹ đã giúp cho nó nên người, thì nó sẽ học cái điều hay, điều tốt, thì nó không bao giờ bỏ ông bà cha mẹ, không bao giờ bỏ đạo gốc của mình. Thì đó là một cái việc rất là quan trọng. When we have the sick, or we have the peace children, all the time we have the time to take care of our children, and you have time to take care of your kids all the time. The kids then grow up, they should become a good person, tend to your good education, and a good time to take care of your kids all the time. Kids, children become grow up, study, become a lawyer, doctor all the time, he or she become a good person. He remember gratitude to of his parent or her parent, to volunteer to do something good, to make a good merit from his study, his action, her action. Our time, he do charity, support Buddhism, follows gratitude, follow good teaching from his her parent. That's why we should spend a lot of time taking care of, looking after your kids very well. Đó, quý vị dành thời gian thích hợp với đoạn này, cái nhấn mạnh vô cái đoạn này đó là mình phải chăm sóc con cái nên người đại đức. Chứ còn mà mình không có thời gian chăm sóc nè, thiếu trách nhiệm thì con cái mình hư hỏng. Và chúng ta sẽ học cái đoạn tiếp là gì? Devadatta và Devadatta là hai cái người tạo nghiệp. Thì tạo nghiệp như thế nào? Mời đại chúng chúng ta học. Nhưng vì nghiệp lực xấu ác, vì muốn cướp ngôi vua, Ajatasattu vẫn tiếp tục giao lưu với Devadatta. Thì cái đoạn này mình biết là cũng có cái người khuyên bảo trong gia đình đó, cũng có chăm sóc đó, nhưng mà vì cái nghiệp lực, mỗi chúng ta sanh ra đời đều có cái nghiệp khác nhau quý vị. Có nghiệp riêng, nghiệp chung, nghiệp lịa, thiện, nghiệp lành. Nhưng mà cái này là Đức Phật dạy là vì cái nghiệp lực xấu ác của ai? Của Ajatasattu đó, muốn vì cái nghiệp muốn cướp ngôi vua. Ajatasattu vẫn giao lưu với bạn bè xấu như là Devadatta. Cái người này á thường xuyên động viên và xúi dục. Quý vị thấy là cái xúi dục nè, Ajatasattu trực tiếp giết hại vua Bimbisara để vua không còn giúp đỡ và hỗ trợ Đức Phật và tăng đoàn. Quý vị thấy không? Thì cái mục đích của cái anh Devadatta là em nhà chú bác á, em con nhà chú nhà bác với Đức Phật á, là cái ông này cũng muốn làm lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tâm linh á, cho nên ông cũng muốn, ông thì làm vua thì tôi làm vua lãnh đạo, thì mục đích là muốn xóa ngôi thôi. Đối với Ajatasattu thì theo cái lời mà xúi dục và động viên của Devadatta là làm cái việc đó, nhưng mà cái để giết vua cha, mà cái người này á, vua Bhisara là cái người hộ pháp cho Đức Phật và tăng đoàn đắc lực á. Bây giờ mời đại chúng đọc lên tiếng Mỹ nha. Bữa nay thầy sắp xếp cái này chưa, nó chưa có gọn cái này, cho nên quý vị thông cảm nha. Mai có thể gọn hơn. The dark plot, tức là cái âm mưu, plot là âm mưu nha, âm mưu đen tối of Ajatasattu and Devadatta was being uncovered. Cái âm mưu đen tối của Ajatasattu và của Devadatta đó là được phơi bày. Uncover là được phơi bày nha quý vị ha. The
courtier of King Visara advised King to kill Ajatasattu and forbid Ajatasattu from association with Devadatta. Và cái những cái triều thần đó, những cái cận thần đó của vua bằng thần mà vua thần Bà Sa La nè khuyên bảo vua đó là nên mừng cái con của mình đi. À, đây là lần hai không biết gì ha. Lần đầu là mang thai là bà mẹ bà mẫu hậu bà hoàng hậu tức là mẹ của Ajatasattu á là khuyên vua thần Bà Sa La giết đi, mà vua thần Bà Sa La không giết. Mà đây lần hai thì khi mà biết cái sự đó xấu ác cái diễn ra đó thì những cận thần những người trong cận thần của vua đó là khuyên vua thần Bà Sa La giết để bà đàn ta là lần hai không biết gì ha. Em và cấm đề và a xà thế đó đừng có giao du với Devadatta nữa. And forbid Ajatasattu from associating with Devadatta và ngăn cấm và khuyên vua cha là ngăn cấm cái vua cái ông a xà thế đừng có giao du với Devadatta nữa. Chắc cái thời đó cũng lỏng lẻo quá nha. Cho nên cái sự tết nói của mấy người này dễ nè. Because Ajatasattu was the son of King Bimbisara, the king did not force to kill and only advise his son not to interact with the Devadatta. Bởi vì vua Asathe này là con của vua Thần Bà Sa La, cho nên vua Thần Bà Sa La không có giết con của mình, nha. Chứ không có nữa nào giết con mình á. Did not afford to kill là không có khả năng hay không nỡ lòng nó giết con mình. Chỉ khuyên bảo cái con mình thôi. Only advise his son not to interact with the Devadatta. Nhưng mà khuyên con của mình á, đừng có ngao du, đừng có chơi với Devadatta nữa nha con. Khỉ nó ghê lắm. Nó bảo cha là sao là ngừng cái bảo trợ cho Đức Phật đi, cho tăng đoàn đi, mà bây giờ nó còn khuyên bảo là con giết cha. Là nghe tin này đó thì vua cũng khuyên bảo là ông vì lòng từ bi ông có giết con, bởi con mình sinh ra mà sao mà giết được, đứa con mà do mình nắng tạo sinh ra mà sao giết được cũng được. Ông mới khuyên bảo như vậy. Cái đoạn này mình thấy là nhà cũng có giáo dục đó chứ ha, nhưng mà thiếu, theo cái nhìn của thầy đó là thấy thiếu giáo dục như vậy đó. Mặc dầu nói chơi mình cũng thông cảm Đức Phật vậy, là vì cái nghiệp lực. Khi mà nghiệp lực nó tới rồi, cái nghiệp mà nó tới rồi, dầu mình giáo dục ở đâu đi nào đi nữa nó cũng sẽ trở ngại. Nhưng mà nói vậy không phải là mình không giáo dục được, nghiệp có thể chuyển được, nhưng mà cái môi trường này chắc có lẽ là cái Ajatasattu này là cái vị con này chắc hư hỏng dữ lắm, cho nên nó không nghe lời vua cha dặn này, rồi giao lưu với bạn bè xấu ác này, cho nên cái môi trường đó là rất là trở ngại quý vị thân. Cho nên vua cũng có trách nhiệm là khuyên bảo con mình đừng có giao lưu với Devadatta nữa. Và chuyện gì xảy ra cái đoạn này để mình đọc tiếp một đoạn nữa là mình dừng, cũng gần hết giờ rồi. Nhưng mà because of the evil karma, because he wanted to assert the throne, Ajatasattu still continued to communicate with Devadatta, who constantly encouraged and excited Ajatasattu to directly kill King Bimbisara. So that the king could no longer help and support the Buddha and the Sangha. Thầy cho bên tiếng Mỹ đó nha. Bởi vì á, nhưng là vì cái nghiệp ác, chỗ này mình đóng khung lại nha. Vì cái nghiệp ác như thầy nói đó, do cái nghiệp ác quá, cho nên á, là hơn nữa là gì? Là vì Ajatasattu muốn cướp cái ngôi vua, assert là muốn cướp cái ngôi vua ngai vàng đó. The throne, Ajatasattu vẫn tiếp tục still continue to communicate with Devadatta, vẫn giao lưu, vẫn kết nối hay là vẫn liên lạc với Devadatta. Thì
vậy là cái anh này coi như là đã ghiền cái sự kiện mà tính rồi, khó ngăn cản lắm. Constantly, thường xuyên làm cái gì? Cái người này là Devananda là thường xuyên là cổ vũ nè, động viên nè, encourage là động viên, là khuyến khích đó, động viên và xúi dục, excited. Achatasato to directly to kill King Bimbisara, và cái Deva Đà là xúi dục cái Asathe này giết vua cha, trực tiếp muốn giết vua cha nha. Rồi để rồi nè, sau đó the king could no longer help and support the Buddha and the Sangha. Để gì? Để vua Tăng Bà Sa La đó không còn giúp đỡ nè, không còn hỗ trợ Đức Phật và Tăng Đoàn. Quý vị thấy ghê vậy ha. Rồi tiếp cái đoạn này coi cái gì. Rồi thôi mình đọc đoạn này nữa mình nghĩ nha. Because of risk for taking the wrong of the king and following the Valentine's evil words, waiting for when his father was living, Ajatasattu ordered the plenary to arrest and stay his father into the dungeon, not allowing anyone to visit the king except for his mother, Ajatasattu. Rồi, cái đoạn này là gì? Bởi vì là cái lòng tham nè, chiếm đoạt cái ngôi vua này ha, và những cái lời xấu ác của Đề Bà Đạt Đa nè, làm theo những cái lời xấu ác của Đề Bà Đạt Đa nè, và đợi cho vua cha là vua của mình, là thân phụ của mình á, là vua Tằng Bà Sa ngủ nè, Ajatasattu ra lệnh nè, những cái người nào ra lệnh cái gì, ra lệnh cho những cái người tay chân của ông á, bắt vua cha nè, bắt nè, và bỏ đói vua cha nè, vào trong cái ngục tối, đơn trình là ngục tối nha quý vị, gọi là the dark prison á, là ngục tối. Rồi không cho bất cứ ai, not allow anyone to visit the king, và không cho bất cứ người nào mà thăm vua Tằng Bà Sa La, ngoại trừ mẹ của ông Đề Bà, ông Ajatasattu thôi, là Asathe mới được thăm nha. Rồi cái đoạn đó mình học như vậy là mai mình biết là mình sẽ học cái đoạn mới, thì hôm nay chúng ta chỉ nhiêu đó thôi. Kính thưa toàn thể quý vị, là như vậy mình tóm lại cái đoạn này là một người á thì muốn làm lãnh đạo tâm linh là Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa, và cái người thứ hai nữa là muốn giết vua cha là Ajatasattu. Cả hai người này ai cũng muốn lãnh đạo, một người muốn lãnh đạo làm vua, một người muốn lãnh đạo làm vua tinh thần và tâm linh, bằng cách là khuyên vua Tằng Bà Sa La ông không có giết vua đó, rồi tức là Ajatasattu giết vua cha của mình rồi để cho vua Tằng Bà Sa La không có bảo trợ Đức Phật và Tăng Đoàn nữa, để anh chị ông có thời gian để ông lãnh linh lãnh đạo là Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo. Thì nói tóm lại trong cái đoạn này mình học á, thì gia đình là quan trọng, môi trường giáo dục là quan trọng, nghiệp ác hay xấu là do mình có thể chuyển được, nghiệp có thể chuyển được, chứ không phải như là các tôn giáo gọi là định nghiệp, là cái nghiệp cố định, không có fixed karma, không có, mà trong trường hợp này gọi là chuyển nghiệp. Mà nếu mà mình tu học cho ngon lành và cái giáo dục gia đình là tốt á, có thể chuyển nghiệp được. Đây là cái sự mà ân oán và báo oán của vua Tằng Bà Sa La và Ajatasattu và Devananda rất là sâu dày, cho nên khó mà chuyển đổi cái những cái nhân vật này. Mình sẽ học và nghe lần sau nữa rồi mình sẽ biết cái gì đã diễn ra. Thì hôm nay chúng ta nghe những cái ý đó để chúng ta biết và chúng ta cố gắng tu tập cho nó đúng và trở thành một người có ý nghĩa hơn trong cái cuộc sống của chúng ta. Môi trường giáo dục gia đình rất là quan trọng, và hai nữa là giao lưu với bạn bè nữa quý vị. Mình sống trong xã hội, sống trong cái đời thường, mà nếu mà mình giao lưu với bạn bè xấu ác, nó làm cho chúng ta cũng hư hỏng lắm quý vị. Không làm ăn cũng vậy, ở trong công sở cũng vậy, ngay cả làm thủ tướng, tổng thống cũng vậy, mà nếu mà chúng ta giao lưu với những người mà cố vấn nó không có ngon lành thì cũng trở ngại.
Cho nên á, cái môi trường á, nó làm cho chúng ta hư hỏng là do những người xấu ác, những người không có đồng hành với mình, những người khuyên những cái lời khuyên á, hại mình hại người như Devadatta. Cho nên á, chúng ta học ở điểm này là chúng ta biết được cái điều xấu ác và cái sự giao lưu của bạn bè xấu ác tránh xa, và chúng ta làm mà những cái điều mà hại mình hại người là chúng ta sẽ tạo nghiệp ác, và tạo nghiệp ác là chúng ta sẽ khổ không những đời này và nhiều đời nữa. Today we learn only this and our time. This in this case, the Buddha teaching advised us to do something good, to good karma, bodily action, good bodily action, good verbal action, and good mental action. The more we have a good karma, the more we have this joy, happiness. We can transform violence, hatred, ignorance into compassion, loving kindness, and wisdom. Our time we practice the Buddha teaching deeply and carefully to take care of ourselves and all the people. And that's why the Buddha teaching teach us, advise us to do something good, to become a good person, and to good help everybody around us, everybody in on us. Rest, love, kindness, compassion, and wisdom to everybody's on us. Namo Sakya Muni Buddhaya. Tức là mình làm cái gì cũng đều lành đều thiện để cho cái nghiệp lành nghiệp thiện của chúng ta tốt hơn. Đừng có bắt chước là Devadatta và Ajatasattu tạo cái nghiệp ác, thì lúc đó khó khăn lắm quý vị, trở ngại lớn. Câu chuyện nó sẽ diễn ra và những cái lời giải tiếp nó sẽ diễn ra cái gì chúng ta sẽ học ngày mai. Thì hôm nay chúng ta chỉ học cái chừng đó thôi. Thì chúng ta học hai cái bài kệ pháp cú số 23 và 24, và chúng ta thứ tám những cái điều chánh niệm, điều lành trong thân và trong tâm chúng ta, để chúng ta sẽ trở thành một người tốt, để chúng ta có ích cho gia đình, cho xã hội và cho thế giới này. Và hơn nữa là học được cái câu cái đoạn của vua Tầm Bà Sa La, để chúng ta có cái trách nhiệm giáo dục gia đình, người thân, người thương của chúng ta nhiều hơn. Đó là một cái điều rất là cần thiết cho mỗi gia đình chúng ta, để chúng ta sống đúng ý nghĩa hơn trong cái lời dạy Đức Phật. Thì hôm nay có quý gia đình Phật tử xin cầu an, thầy cũng xin đọc nha. Cầu an cho gia đình quý Phật tử là Tuệ Đức, Huyền Thải, Tuệ Duyên, Tuệ Khương, Diệu Ngộ, Diệu Nhàn, Tâm An, Diệu Lộc, Diệu Ánh, Trang Nghiêm Liên, Viên Phong, Diệu Anh, Quảng Nhã, Trang Vũ, Diệu Hằng, Quảng Hy, Diệu Trang, Diệu Thu, Diệu Châu, Huệ Lạc, Diệu Kim Hoa, Ngô Thị Nga, Sren Ngô, Quang Vi, Trần Văn Hậu, Phật Pháp Danh Minh Phương, Trần Quốc Khánh, Trần Huy, Trần Tô Ni, Loan Trần Lý, gia đình anh Phong Sử, Pháp Danh Tâm Đạo, cầu an cho má mi đang bệnh là Trần Thị Như, Pháp Danh Diệu Phước. Cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử hữu danh và những Phật tử đang xem livestream cùng người thân quý thuộc của mình được thân khỏe, tâm an và an vui trong Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay cũng xin cầu nguyện cầu siêu cho gia đình quý Phật tử gửi tên về chùa Pháp Nhãn, nhờ thầy đọc tên và cầu ai siêu dùm. Cầu siêu cho Hương Linh Trần Lệ Hiền, Pháp Danh Huyền Thục, Hương Linh Trần Văn Đợi, Pháp Danh Quang Hiếu, Hương Linh Trần Linh Đa, Pháp Danh Huyền Thảo, Hương Linh La Trắc Đức, Hương Linh Lương Thị Cúc, Hương Linh cụ bà Nguyễn Thị Bính, Pháp Danh Trúc Tâm Phước, và Hương Linh cụ bà Tâm Hồng, Hương Linh cụ ông Phạm Nghĩa, Hương Linh cụ bà Lâm Văn Thu, Pháp Danh Minh Thông, Hương Linh Diệu Hải, Hương Linh cụ ông Huỳnh Văn Phụng, Pháp Danh Minh Thiện, Hương Linh cụ ông Phan Thanh Nghĩa, Pháp Danh Minh Thiện, và Hương Linh Nguyễn Nhật Quang, Pháp Danh Minh Chiếu. Và cầu nguyện tất cả
cầu siêu cho tất cả chư vị hương linh hữu danh và vô danh vì mắc đại dịch Corona này, nghe kinh nghe kệ xin về thế giới an lành. Và hôm nay nguyện cầu hồng ân tam bảo chứng minh gia hộ cho chư tôn đức tăng ni cũng như quý Phật tử được thấm nhuần Phật pháp và vui khỏe trong Phật pháp. Kính chúc đại chúng được an lành và buổi chia sẻ pháp thoại tới đây hoàn mãn. Kính chúc được đại chúng được an vui. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát và xin dừng ngang đây.